Mày chơi bịp. Song của dân bịp mà sao không bịp chứ? Chơi gì, cứ theo quy định của thiên môn. Đoán bài, sai một lý mất một ngón. Cái gọi là đoán bài, ý nói một bên dùng thủ pháp sáo bài, bên còn lại chỉ dùng hai ngón tay bốc bài. Tổng cộng rút 5 lá, sau đó người sáo sẽ đoán lần lượt 5 lá xem bao nhiêu điểm. Nếu cả hai bên đoán đúng 5 lá bài, thì sau cùng sẽ theo luật all in để so sánh bài. Kiểu chơi này một mặt kiểm tra thị lực cùng thủ pháp, đồng thời cũng đấu trí lẫn nhau. Châu lão gia, đây là sân nhà của ông, mời ông sắp xếp cho một trọng tài. Khang kiện hôm nay để ông chê cười rồi, bởi vì hai bên đều có ân oán với Châu gia, vậy nên làm phiền ông, mời ông làm trọng tài hôm nay. Được rồi, vậy để tôi làm trọng tài cho. Tôi không biết cả hai vị, nhưng hôm nay hai người chơi theo quy tắc thiên môn. Vậy thì chúng ta chơi theo quy tắc thiên môn. Đầu tiên kiểm người, xem có ai giấu bài trước không. Mời hai bên kiểm bài. Kiểm tra bài xong, để lão gia liền nói. Theo quy định hai người vừa đưa ra, sai một lá một ngón tay. Vậy tôi xin hỏi, nếu cả hai bên đoán đúng các quân bài, sau đó so bài lớn nhỏ, vậy nhà thua phải chịu cực gì? Vậy một cánh tay, thế nào, được. Mặc dù tôi không biết thiên thuật của Tôn Càn Khôn như nào, nhưng hắn vừa chơi đã cực lớn. Điều này cho hắn rất tự tin, rất có thể sẽ làm ra chuyện tôi không ngờ tới. Sở Lục sáo bài trước đi. Cầm lấy bài, tôi bắt đầu sáo. Phần khó nhất ở trò này không phải là thông qua sáo bài để nhớ trật tự của 52 lá, mà là lát nữa khi Tôn Càn Khôn rút bài, tôi phải quan sát như nào để đoán ra được năm là hắn rút. Tôn Càn Khôn thậm chí không chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, hắn muốn thông qua việc tôi sáo bài để tìm ra manh mối. Tôn tiên sinh, mời rút bài trước. Lưu ý chỉ rút bài bằng hai ngón tay, không được che bài, nếu không sẽ bị phạm quy. Đây cũng là quy tắc quan trọng nhất trong trò đoán bài. Nếu dùng một tay để rút bài thì bàn tay sẽ che kín bài, chặn tầm nhìn của đối phương. Nếu như vậy, trừ khi là đại la thần tiên, nếu không, sẽ không ai đoán được đối phương rút lá nào. Ngay khi tôi đang tập trung nhìn vào bàn tay của Tôn Càn Khôn, đột nhiên giọng nói của ông chủ nhị vang lên. Các vị dân bị, bây giờ hai vị cao thủ đang quyết đấu, mà mấy người không qua xem mà. Ông chủ nhị nói sau, đừng nói dân bị, mà người thích náo nhiệt xung quanh đều tập trung lại. Nhất thời, bàn chơi bài đã chật kín người. Tình huống này khiến tôi khẽ cau mày. Tôi không biết tên khốn Châu Thiên Thành này định nhân cơ hội làm phiền tôi, hay là có ý định gì nữa. Đám đông hỗn loạn, Tôn Càn Khôn cũng ra tay. Đến lượt Tôn Càn Khôn sáu bài, lão gia đưa một bộ bài khác cho Tôn Càn Khôn. Hắn dùng thủ pháp tam điệp thất xỉ ngũ tháp hoa, thủ pháp rất cầu kỳ nhưng rất có lợi. Hai ba lần đã có thể sáo ra một bộ bài hợp với thực chiến. Bài được đặt ngăn nắp trên bàn, tôi liền rút bài. Tôi đưa tay di chuyển tới lui liên tục. Mỗi lần rút bài, Tôn Càn Khôn luôn mỉm cười tự tin. Điều này có nghĩa là bài tôi rút hắn đã biết rõ. Trước mặt chúng tôi lần lượt có 5 lá bài. Điều rắc rối nhất là chúng tôi có thể đoán được bài của đối thủ, nhưng lại không biết bài của bản thân. Có nghĩa là kể cả khi đoán đúng bài của đối phương, nhưng có thể vì xui mà thua khi so bài. Chúng ta bắt đầu thôi. Đợi một chút, Tề lão gia, làm phiền ông cho mọi người lui ra 2 mét. Lý do tôi đưa ra yêu cầu này vì lo trong lúc đoán bài sẽ có người rút lui lại 2 mét. Sở Lục cậu đoán trước đi. Mời đoán lá đầu tiên của Tôn tiên sinh. Ca chuồn. Tới lượt Tôn tiên sinh mời đoán lá đầu tiên của Sở Lục. Di cơ. Mời Sở Lục, mời bích. Tới Tôn tiên sinh, ba rô. Cả hai chúng tôi đều đoán đúng 4 lá bài đầu tiên. Đoán bài không khó, vì bài do mình sáo nên đã nắm rõ điểm. Cộng thêm rèn thiên thuật, thị lực cũng tốt hơn, nên khi bốc bài khó mà thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Nhưng tình thế đang bất lợi cho tôi, bởi vì bài của Tôn Càn Khôn lớn hơn. Điều là thứ 5 lật ra, thế thì tôi sẽ thua, bởi vì lá bài thứ 5 của tôi dù là gì cũng không lớn bằng ông ta. Sở Lục tới lượt cậu, làm sao đây? Lối thoát duy nhất của tôi bây giờ là khiến Tôn Càn Khôn đoán sai là cuối cùng. Nhưng ngoài 5 lá bài trước mặt tôi không có cơ hội đụng vào bài. Tôi phải làm như nào mới thay đổi được lá thứ 5 đây? Chàng trai trẻ sao lại im lặng? Biết bản thân sẽ thua rồi à? Chàng trai trẻ, để ta nói vài câu. Ta có quan hệ rất tốt với sư đệ lục quỷ, thiên thuật của nó cũng không thua ta. Nhưng cậu có biết sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là gì không? Ta thận trọng hơn cậu ấy. Lần trước cậu lợi dụng tình thế, dùng hình xăm làm mồi nhử để thắng nó. Loại thủ thuật đó không có tác dụng với ta. Tôi có thể nói với cậu một cách chắc chắn, ván này cậu sẽ thua, bởi vì bài của cậu là quy chuồn. Có nghĩa là dù ta có lật lá cuối hay không thì cậu cũng đã thua rồi. Cậu có biết mình bị thua ở đâu không? Mặc dù thiên thuật của cậu không tệ, nhưng lại thua do suy nghĩ chưa chu toàn. Lấy ván này làm ví dụ, cậu chỉ nghĩ đến 5 lá bài mà ta bốc là gì, nhưng không nghĩ tới nếu chúng ta cùng đoán đúng mà điểm của cậu lại nhỏ hơn thì sao? Cho nên cậu mới rơi vào tuyệt cảnh này. Nếu là ông sẽ làm gì? Đừng nói nhảm với nó, lật bài. Được, tôi nói trước, lá cuối của cậu là quy chuồn. Lật bài đi. Lật bài. Ha ha, hôm nay ta sẽ đích thân chặt đứt một tay của ngươi. Lật bài, Sở Lục. Tới lượt cậu lật bài. Mày chơi bịp. Song của dân bịp làm gì có chuyện không chơi bịp. Lá quy chuồn bị tôi biến thành bài trắng. Mà vì sao như vậy? Là vì lá bài trắng này là lúc tôi vừa nặn bài đã dùng lưỡi dao cắt mất. Ván này Tôn tiên sinh sai một lá. Tôn Càn Khôn, vừa rồi ông nói tôi thua do suy nghĩ không chu toàn, nhưng ông có biết mình sai ở đâu không? Ông sai là vì sống hơn 50 năm mà vẫn quá thiển cận.
Người trẻ, đừng kiêu ngạo quá sớm. Đừng quên rằng trò chơi chưa kết thúc, ta vẫn còn một lá ở đây mà. Nào mày đoán đi. 6 bích, lá này tôi không thể đoán sai được. Nhưng tôi biết, lúc này Tôn Càn Khôn nhất định sẽ chơi và ông ta cũng đối diện với tình huống giống như tôi. Trên người không có bài. Tôi chưa chạm vào bài. Tôi có một lưỡi dao, có thể dùng để bịp. Nhưng còn Tôn Càn Khôn, tôi muốn xem thử ông ta chơi bịp kiểu gì. Lật bài, đừng gấp. Chả trách ông ta lại tự tin. Hóa ra lúc này tên mập phi bài là để thú hút chú ý. Còn sát chiêu là ở dưới bàn. Đợi tôi phát hiện thì mọi chuyện đã Càn Khôn. Ông không xấu hổ à? Chơi bịp bị bắt. Ông thua rồi. Người chơi bịp là nó, không phải là ta. Có vấn đề thì cứ đi hỏi nó. Sở Lộng, mày thua rồi, giờ tao sẽ lấy tay của mày. Sở Lộng, tao đã nói rồi đừng kiêu ngạo quá sớm. Chưa tới bước cuối cùng thì mày sẽ không biết ai mới là người cười sau cùng. Bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội để mày tự chọn xem chặt tay trái hay tay phải. Tôn Càn Khôn, nào ông uống nước rồi à? Tại sao ông không xem thử lá bài trong tay ông là gì? Không thể nào, sao lại như này? Tuyệt đối không thể. Ra đây, bốc đồng, ra đây cho tao. Nói cho tao biết chuyện gì vậy? Tiểu má mày là ai? Nghe rõ đây, ta là bà cô của mày. Kia là tiểu đó à? Có lẽ, dịch dung thuật của cô ấy ngoại trừ tiểu lục ra thì không ai nhận ra được. Đúng, tôi là tiểu đó đây. Nhiệm vụ chính của tôi hôm nay là giả làm bồi bàn để quan sát sân bị bên cạnh ông chủ nhị. Bởi vì tiêu lục gia đã nói đây là sân nhà của ông chủ nhị, ngoại trừ mấy người chúng ta thì những khác có thấy họ kết hợp chơi bịp cũng sẽ không dám lên tiếng. Mà mấy người chúng ta, tôi là người thân pháp nhanh nhất, mắt tỉnh nhất. Tề lão gia, ta đến phán định thắng thua của trận này rồi. Trò chơi kết thúc, Sở Lục thắng. Phế vật, còn truy phong thủ, ta thấy không thua gì chân chó. Ông chủ nhị, lúc này ông còn mở lời nhục mạ có phải hơi quá không? Nếu không phải ông nói có kế hoạch rồi, con nói chi tiền mời Bắc Đồng giúp chơi bịp. Con bảo tôi lấy danh nghĩa bảo thủ cho sư đệ, nếu không thì sao tôi tới Hà Bắc chứ? Tôi cùng Lục Chỉ Quỷ Thủ chẳng qua là tình nghĩa sư huynh đệ, cũng ít khi qua lại. Với tính cách của tôi thì sao lại tới tận Hà Bắc trả thù chứ? Châu Thiên Thành, mày còn dám nói nữa? Hôm nay tao sẽ xử luôn mày ở đây. Sở tiên sinh, cậu ca chiêu hơn tôi. Hôm nay tôi đã thua tâm phục khẩu phục. Danh dự của ta đã mất hết ở Hà Bắc. Bây giờ ta xin mặt dày xin cậu một việc. Mời nói, thua tôi xin nhận. Nhưng mong sở tiên sinh chỉ lấy ngón út tay trái của tôi, chứ đừng lấy ngón khác. Tôi hiểu ý của Tôn Càn Khôn. Mất ngón tay út trái thì thiên thuật vẫn có thể giữ 7-8 phần. Nếu mất những ngón khác thì thiên thuật có lẽ không còn một nửa. Tiểu đoá lấy nửa ngón tay. Tôn Càn Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, suy cho cùng tay đi liền tim. Nhưng khi ông ta nhìn lại tay mình, trên khuôn mặt đau đớn vẫn có chút nhẹ nhõm. Ngón tay chưa mất, chỉ bị thương một nửa. Đối với ông ta mà nói, thiên thuật xem như vẫn tôi làm vậy không phải vì mềm lòng, mà bởi vì ông ta cùng ông chủ nhị giờ đã trở mặt. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn, nhưng kẻ thù của kẻ thù thì có thể lợi dụng. Ở nghĩa này, hôm nay tôi Càn Khôn, tôi xin ghi nhớ việc làm của cậu đã xứng với tiếng gia gia trên Lam Đạo Giang Hồ. Sở Lục gia, núi cao sông dài, hẹn ngày gặp lại, sẽ báo đáp ơn này của ngài. Nói sao Càn Khôn cùng hai đồ đệ rời khỏi phòng tiệc. Tới lượt ông chủ nhị. Ông chủ nhị ra vẻ không có gì nói. Các vị cần đến giờ rồi, bữa tiệc tối năm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Năm sau gặp lại. Đợi một chút, mày muốn gì? Ông chủ nhị, có phải đã quên mất vừa rồi giữa chúng ta còn có một vụ cực đó? Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng đừng vội. Đợi lần sau chơi tiếp, ta sẽ trả luôn một thẻ. Đừng đường ông chủ nhị Châu gia, quản lý sòng bạc của Châu gia mà lại xù kèo quang minh chính đại vậy à? Có phải hơi không bằng quy tắc không? Quy tắc, mày nói chuyện quy tắc với tao. Nói cho mày biết, ở Hà Bắc, Châu Thiên Thành tao là quy tắc. Hôm nay tao sẽ đặt quy tắc cho mày. Sở Lục, mày đừng mong ra khỏi đây. Ông chủ nhị, giờ mày có thể ở đây và nói Châu Thiên Thành chính là quy tắc ở Hà Bắc. Nhưng mày chỉ dựa vào thủ đoạn bị ổi, không chỉ cướp quyền làm chủ sòng bạc. Cái quần què, Sở Lục tôi 6 tuổi học nghệ, gần 14 năm rèn luyện thiên thuật. Thủ nghệ xem như cũng tạm tạm. Nhưng tôi phát hiện, nếu so tôi với ông chủ nhị Châu gia thì chẳng qua là một trời một vực. Thiên thuật của tôi chẳng qua là kiếm chút tiền nhỏ. Nhưng thiên thuật của ông chủ nhị thì đúng là đỉnh phong. Vừa ra tay đã lừa hết cả Châu gia, khiến hơn 10 sòng bạc trở thành tài sản riêng của bản thân. Sự thằng cuốn này ngay cho tao. Lão nhị, để hắn nói hết rồi ra tay cũng chưa muộn. Không được, chị dâu đừng nghe thằng khốn này nói nhảm. Hôm nay em phải xử hắn. Bạch Sĩ, con muốn nghe xong chuyện, đừng để ai cản Sở Lục. Đợi nói xong rồi muốn chém muốn giết thì chúng ta sẽ không quản.
Tôi nghĩ mọi người tò mò. Người phụ nữ và đứa trẻ này rõ ràng là vợ con của ông chủ nhị. Nhưng người đàn ông này là ai? Để tôi giới thiệu với mọi người. Tên anh ấy là Lưu Chí Cương, chủ một cửa hàng rau nhỏ ở khu đô thị. Một chân đã bị ông chủ nhị của chúng tôi đánh gãy. Ban đầu lẽ ra anh ta là chồng của nhị tẩu Lương Tiểu Thu. Chỉ tiếc là khi đang mang thai thì bị ông chủ nhị phát hiện. Vì Châu Lão Gia mong bế cháu, nên một lần ăn tiệc đã nói ai cho ông ấy bế cháu thì sẽ giao sòng bạc cho người đó quản lý. Câu chuyện tiếp theo, tôi không nói chắc mọi người đều có thể nghĩ ra phải không? Mày ăn nói hàm hồ. Phong Khôn, bọn mày chết cả rồi à? Giết nó cho tao, lập tức, đừng ai di chuyển. Để cậu ấy nói tiếp đi. Ông chủ nhị, mày bảo tao nói nhảm hả? Vậy nghe thử xem đương sự nói gì nhé. Tôi là Lương Tiểu Thu, là vợ già của Châu Thiên Thành. Cách đây vài năm tôi tình cờ gặp Châu Thiên Thành. Hắn biết tôi có thai và siêu âm ra là con trai, liền dùng sự an nguy của cả nhà cùng vị hôn phu của tôi để nếu tôi không cưới hắn, hắn sẽ giết cả gia đình tôi. Chuyện này mấy năm qua hắn lục giấu người Châu ra, đưa tôi vào một biệt thự nhỏ trong khu đô thị, không cho phép tôi vào thành phố, cũng không cho tôi một mình tới Châu ra. Châu Thiên Thành căn bản không phải là người, trong mắt hắn không có tình thân, chỉ có lợi ích. Hắn từng nói, lão gia sớm đã hồ đồ rồi, không thể theo kịp thời đại này. Không tới 2-3 năm nữa, ông già sẽ chết. Châu Thiên Thành còn nói đại ca là kẻ vô dụng, dẫn dắt cả nhà Châu ra mà chả làm được trò chống gì, bị chị dâu quản như phế vật. Còn đại tẩu chỉ là kẻ chiếm tổ, gà già không đẻ được trứng, không có chút tác dụng, ở Châu ra chẳng qua chỉ làm hình nộm. Về phần tiểu muội Châu Tiểu Hiền, Châu Thiên Thành nói trong năm nay sẽ đuổi ra khỏi Châu gia. Đến lúc đó, tất cả tài sản của Châu gia sẽ thuộc về hắn. Hắn nói, tới lúc đó sẽ thả tôi đi. Nhưng tôi không thể tin hắn, tôi sợ ngày đó sẽ đến. Hắn sẽ ra tay với tôi và mọi người. Vì vậy tôi quay video này, nói với mọi người trong Châu gia, tuyệt đối đừng để Châu Thiên Thành lừa gạt nữa. Hắn thực sự rất đáng sợ, là ma quỷ giết người không chớp mắt. Cái quần què, bọn mày thông đồng nhau. Để vu khống tao, tao giết hết bọn mày. Châu Thiên Thành nói đúng, quả thực là thông đồng. Video này nửa thật nửa giả, thật là về cuộc hôn nhân của hai người bọn họ. Phần còn lại, vì Châu Lão Gia, ông chủ đại đều là giả, do tôi bảo cô ấy nói. Vì chỉ có như vậy mới khiến mối quan hệ của họ bị phá hoại hoàn toàn. Mặc dù có chút sai, hiệu quả không tệ. Ông chủ nhị, mày nói là bọn tao thông đồng, vậy xem tiếp cái này đi. Đông Đông, anh nói xem em với nữ nhân thì ai tốt hơn? Em, đúng còn gì. Em cũng thấy nữ nhân chả có gì tốt đẹp. Không nói đâu xa, ngờ luôn bà đại tẩu nhà em nhìn như con heo nái, tính cách còn thô lỗ cực kỳ. Không biết sao đại ca em lại yêu cho nổi nữa. Cảnh tiếp theo không tiện nói tiếp. Video chiếu xong, cho người có mặt đều khó chịu. Ngay cả Hồng Gia sát gái cũng phải nhăn mặt, hướng ánh mắt qua chỗ khác. Châu Thiên Thành, giờ mày còn dám nói mày là quy tắc ở Hà Bắc không? Đám người này bị mày mua cả rồi. Được, mày đồ ác, nhớ kỹ, tao chưa xong với mày đâu. Đợi chút, muốn đi cũng được, nhưng có chơi có chịu, quỳ xuống bỏ ra ngoài. Được có chịu à, giờ tao sẽ cho mày chịu. Thằng chó, kể từ khi tao đến Hà Bắc, tao chưa từng đụng chạm mày. Nhưng người xung quanh mày luôn nhắm tới tao. Tao đã nhượng bộ nhưng bọn mày lại càng lần tới. Đủ rồi, lão gia. Thiên Thành tuy sai, nhưng cũng là chuyện của Châu gia chúng ta. Vẫn chưa đến lượt người ngoài tới lo chuyện của Châu gia. Trung bảo ông đi đường nào? Lam đạo giảng cái gì? Có chơi có chịu. Tay không bằng người, bịp không bằng người, mưu càng không bằng người. Có chơi lại không dám chịu. Người như vậy không xứng đáng được gọi người nhà Châu gia. Linh sinh lạng đãng tử, bất dưỡng độ đốn nhi, Châu Vạn Lý ta danh tiếng lẫy lừng, lại sinh ra một đứa con xuất sinh như này. Các vị những năm qua được các vị yêu mến, gọi Châu gia ta một tiếng số một Lam đạo Hà Bắc. Thành thật mà nói, Châu gia ta của thực xấu hổ không dám nhận. Hôm nay mọi người đều thấy Châu gia bên ngoài thì đẹp đẽ, thực tế là cũng mục giữa. Nhưng dù thế nào đi chẳng nữa, những năm qua các vị đã ủng hộ Châu gia rất nhiều. Châu Vạn Lý không có cách nào để trả ơn, nên xin tuyên bố, từ hôm nay Hà Bắc không còn danh giới gọi là Châu gia. Sau này sòng của các vị muốn mở ở đâu thì cứ mở, dù có mở sát vách Châu gia thì Châu Vạn Lý cũng giơ tay hoan nghênh. Châu lão gia nói xong, cả sảnh náo loạn. Lý do khiến việc làm ăn của Châu gia phát đạt là vì Châu gia chiếm vị trí đẹp nhất và mấy chục dặm quanh sòng của Châu gia không cho phép có sòng bạc khác. Và giờ đột nhiên Châu lão gia lại lên tiếng, cũng tương đương với việc đem một nửa huyết mạch kinh tế của Châu gia trao cho người lão gia. Làm vậy đâu được? Sao nào? Chút chuyện nhỏ này mà giờ ta cũng không làm chủ nổi à? Thiên sinh nói với cả Châu gia, chuyện hôm nay tới đây là xong, không được trả thù. Cho dù là ai dám tự ý trả thù mà để ta biết, thì đừng trách ta. Đem tên xuất sinh này tới bệnh viện, kiểm tra xong thì đem về núi Song Long. Từ nay về sau không được phép xuống núi nữa. Bữa tiệc kết thúc như trò hề, người của Châu gia rời đi. Không ai quan tâm ông chủ nhị nằm trên Phong Khôn khá trung thành, hắn đỡ ông chủ nhị xuống ra ngoài. Phong Khôn đi lấy xe, trước khi lên xe, tắt đèn xe cho tao.